We have the blood of Christ. Chúng ta có dòng huyết của Chúa Jesus Christ. And Hebrews 9, chapter 9, verse 13 and 14. Ở trong Hebrew chương số 9 câu số 13 and 14. Yeah. Hebrew 9, Hebrew chương 9 câu 14. Thì hữu chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Thánh Linh đời đời, giờ chính mình không tìm vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống bội phần hơn là nhiều nào. Amen, amen. Amen. Here we have two comparison. Ở đây chúng ta thấy có cái sự so sánh giữa hai điều với nhau. You talk the blood of the goats and bulls. Phần trước đó chúng ta thấy được rằng là nói về huyết của dê được và bò được. And we also compare with the blood of Christ. Và so sánh với lại huyết của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. So the moment we are the Old Testament people when they are cleansed by the blood of Christ, blood of the bulls and calves. Chúng ta thấy được rằng là dưới thời cựu ước thì dân Israel họ cũng được thánh tẩy nhờ huyết của dê được và bò được. It has a spiritual cleansing. Thì ở đây nói về sự thánh tẩy của dịch thuật linh. But it has a eager to keep doing that. Nhưng mà đối với thời cựu ước thì họ phải áp dụng hay là phải giết dê được và bò được mà tính liên tục thường xuyên làm điều đó. Whereas in verse 14, the blood of Christ is done once and for all. Nhưng mà ở đây trong câu 14 thì nói rằng là huyết của Chúa Jesus Christ thì đem đến sự thánh tẩy một lần đủ cả. He talk about the power of the blood of Christ. Ở đây đang nói đến quyền năng của huyết Chúa Jesus Christ. And it is always fresh. Và huyết Chúa luôn luôn tươi mới. Each time when we apply the blood, it's fresh again. Mỗi lần như vậy anh chị em áp dụng huyết Chúa Jesus Christ cho đời sống anh chị em thì đều luôn mang tính tươi mới. And then we learn here once we are purified of on a, in a conscience, we can start to serve the living God. Và ở đây cho chúng ta thấy được là một khi lương tâm đã được thanh tẩy rồi thì chúng ta có thể phục vụ Đức Trời hàng sống. Amen. The reason why we need to, when we serve God, we need to be cleansed actually. Thật ra khi chúng ta hầu về Chúa như vậy thì chúng ta cần phải được thanh tẩy để chúng ta mới hầu về Chúa được. Amen. So before we even come before God, it's good to confess your sin. Thật ra đây là điều rất là quan trọng, rất là tốt để rồi trước khi chúng ta đến trong sự phục sự Chúa thì chúng ta cũng cần phải xưng nhận tội lỗi của mình. It's a very good prayer to pray before you start any other prayer. It's the Lord's prayer. Thật ra đây cũng là lời rất là tốt, là điều rất là tốt để áp dụng, đó là chúng ta áp dụng lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ. Because you talk about being forgive our trespasses, forgive our sin. Vì trong lời cầu nguyện đó cũng dạy chúng ta rằng là xin tha tội chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Amen. So we need the cleansing of the blood. Nên chúng ta cần có sự thánh tẩy nhờ huyết Chúa Jesus Christ. So before we can do other business with God. Để rồi chúng ta có thể làm công việc của Chúa giao chúng ta làm. Amen. This Amen. Is important to do that. Nên đây là điều quan trọng mà chúng ta cần phải áp dụng điều đó cho đời sống của mình. Even sometimes before I sleep. Nên đây cũng là điều tôi áp dụng trước khi tôi đi ngủ. I will ask the Lord, is there any sin I need to confess? Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, Chúa thấy con có bất cứ tội lỗi nào cần phải xưng nhận không? If the Lord be revealed, the may not reveal. Có thể Chúa bày tỏ tôi biết liên quan đến một tội lỗi nào đó, hoặc là có thể Chúa không bày tỏ gì cả. I make sure I ask the cleansing of the blood. Thì khi mà Chúa bày tỏ như vậy thì tôi sẽ phải đảm bảo rằng là tôi sẽ cầu nguyện để huyết Chúa thanh tẩy tôi. And we find there's a difference between the blood of the lamb and goats and the blood of Christ. Và chúng ta thấy được là có sự khác biệt giữa một bên đó là huyết của dê được rồi bò con với lại một bên đó là huyết của Chúa Jesus Christ. They look similar but they're different. Thật ra nhìn cũng là huyết nhưng mà nó có sự khác biệt rất là lớn. Because the blood of the lamb and goat it can only cleanse the outer man. Bởi vì huyết của chiên con, huyết của dê được bò con chỉ có thể thánh tẩy bề ngoài hay là bên ngoài mà thôi. Because the high priest before he went into the holy holy, he has to purify himself. Bởi vì chính đây tới lễ tội phạm trước khi đi vào nơi chí thánh như vậy thì cũng cần phải được thanh tẩy chính bản thân ông. Because if he doesn't purify himself, he would be judged and he would have to die. Và nếu ông không có được thanh tẩy chính bản thân của ông như vậy thì ông sẽ bị phán xét và ông phải bị chết. Amen. So we don't take it too lightly come to the presence of God. Thành ra chúng ta không có xem nhẹ mà chuyện chúng ta được bước vào nơi chí thánh đó, hay là bước vào trong sự hiện diện của Chúa là điều rất là quý giá. Where the sacrifice of Christ is cleanse our conscience. Và Kinh Thánh nói rằng là huyết của Chúa Jesus Christ đã đổ ra như vậy để thanh tẩy lương tâm chúng ta ở bên trong. Yeah. But the word conscience has two meanings. Cái từ ngữ lương tâm ở đây nó có hai cái ý nghĩa. It's talking about first meaning is the inward man, our new man. Ở đây ý nghĩa đầu tiên đang nói con người bên trong chúng ta, hay nó còn gọi là con người mới, tạo vật mới mà Chúa ban chúng ta. Once we are cleansed, we can to start
serve God. Một khi chúng ta được thanh tẩy rồi thì chúng ta có thể bắt đầu phục vụ Chúa được. Amen. So we need to really have a clear conscience to serve God. Thành ra chúng ta cần phải có một lương tâm trong sạch như vậy để chúng ta mới thể hầu về Chúa được. There's another part of us called the conscience also. Và một cái phần khác ở trong cơ đời sống chúng ta cũng được nói đến là lương tâm nữa. This conscience can be defiled. Lương tâm nó có thể bị hoang ố. In Mark chapter 7 talk about how we defile our conscience. Trong Kinh Thánh nói về việc lương tâm của một người cho nên hoang ố, cho nên ô ấy. Basically to sin. Về cơ bản đó là bởi tội lỗi làm cho lương tâm cho nên bị hoang ố. If you don't repent of sin, you don't confess your sin, this thing will build up your conscience. Thì nếu chúng ta không có ăn năn khỏi tội lỗi, nếu chúng ta không có xưng nhận tội lỗi của mình ra thì lương tâm của mình nó trở nên bị hoang ố, bị ô uế với tội lỗi. It will seal your conscience. Nó làm cho lương tâm nó trở nên bị chai lì. Or it can even harden your heart. Và Kinh Thánh nói tấm lòng một người cho nên bị cứng cỏi. Both will make you insensitive to the voice of God. Thì lương tâm chai lì và tấm lòng cứng cỏi như vậy đều khiến chúng ta trở nên là không còn nhạy bén được với tiếng phán của Chúa trên đời sống chúng ta. Sometimes we hear the voice of God usually comes from the conscience. Bởi vì một những cái cách mà chúng ta lắng nghe được tiếng phán của Chúa là thông qua lương tâm chúng ta. That's why we need to cleanse our conscience. Đó lý do mà chúng ta cần phải có lương tâm trong sạch. Then we can hear the voice of clearer. Để rồi nhờ đó mà chúng ta có thể lắng nghe được tiếng phán của Chúa rõ ràng hơn cho đời sống chúng ta. A conscience is part of a human being. Lương tâm chúng ta là một phần của con người chúng ta. Even the unregenerated unbeliever, they also have certain conscience. Chúng ta biết là ngay cả những người chưa tin Chúa thì rõ ràng là họ vẫn có lương tâm chứ không phải là không. But once we are born again, this conscience is quickened. Nhưng mà khi chúng ta mà tin Chúa như vậy đó thì chúng ta lương tâm ta được làm cho sống, sống ở đây là sống cho mối tương giao với Chúa. And conscience is what we call the moral compass. Và lương tâm ta là cái nơi mà nó sẽ phản ánh về phương diện đạo đức trong đời sống chúng ta. Many times we hear from God, yes or no. Nhiều khi chúng ta lắng nghe từ nơi Chúa, Chúa cho biết ta biết câu trả lời là đúng hay là yes hay là no, là được hay là không được. You know, but our conscience is sealed or hardened, then we're not able to even to hear the voice. Nhưng mà nếu lương tâm chúng ta trở nên bị chai lì hay là lương tâm ta trở nên bị cứng cỏi, tấm lòng cứng cỏi như vậy, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào lắng nghe rõ ràng được tiếng phán hay là không có phân biệt rõ ràng tiếng phán của Chúa dành cho đời sống chúng ta. Then you make mistakes. Rồi chúng ta rất là dễ mắc sai lầm nếu như lương tâm ta bị chai lì. Amen. So God, most of the time, use a conscience speaker, but so we therefore have to protect our conscience. Trong nhiều trường hợp như vậy, Chúa dùng lương tâm hay là thông qua lương tâm chúng ta để phán tiếng phán của Ngài đối với chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta cần phải hết lòng hết sức để bảo vệ lương tâm của mình một cách gọi là lanh lặn, lanh mạnh. Yeah, the first thing is to be cleansed by the blood of the Lamb. Cái điều đầu tiên đó là lương tâm chúng ta được thánh sạch là nhờ huyết của Chiên Con hay là huyết của Chúa Jesus Christ. Amen. When you cleanse that, then you become pure conscience again. Là nó khi mà lương tâm ta được thánh tẩy như vậy thì trở nên tinh sạch một lần nữa. To watch out the sin, especially from Mark chapter 7, I think in verse 20. Nên chúng ta cần phải lưu ý rất là rõ liên quan những tội lỗi mà được liệt kê trong Mark đoạn số 7, tôi tin là câu 20 đó. Yeah, just read that and make sure that you don't fall in that category of sin. If you do, then you at least repent. Thành ra anh chị em phải đảm bảo rằng là anh chị em không có bị rơi vào những cái tội lỗi được liệt kê ở trong Mác đoạn số 7 câu 20 đến câu 22, 23 đó. Thì mà nếu anh chị em có lỡ phạm những phạm tội này á, thì anh chị em phải đảm bảo rằng là anh chị em ăn năn trước mặt Chúa. Yeah, you know when I was a young believer, there was a man used by God powerfully. When I was a young believer, there was a man of God used by God powerfully. Khi mà tôi mới tin Chúa thì tôi có biết một cái vị kia, ông này được Chúa sử dụng rất là đầy quyền năng. I came from a traditional church. Tôi thì thật ra tôi xuất thân từ một hội thánh truyền thống. But thank God, within less than a year of the baptism of the Holy Spirit. Nhưng mà tạ ơn Chúa rằng là sau gần trước đây một năm kể từ khi được báp tem Thánh Linh. So I become very sensitive to hungry for things of God. Lúc đó tôi trở nên rất là nhạy bén và tôi cũng rất là đói khát những điều thuộc Đức Chúa Trời. So the one is a man who got from Malaysia. Thì lúc đó có một người của Đức Chúa Trời, ông này xuất thân là từ Malaysia. He was he when he speak to people, you about 1,000 people will come to listen to him to speak. Khi mỗi lần mà ông nói là chia sẻ giảng dạy lời Chúa, nó có hàng ngàn người đến trong những cái buổi nhóm của ông để nghe ông giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Through his ministry, I see, wow, God is real, man. Thành ra qua chức vụ của ông tôi thấy wow, Chúa thật khổ là Chúa rất là sống động. The word of knowledge, the healing, the flow. Tôi thấy được lời tri thức được tuôn chảy ra rồi sự chữa lành được khai phóng ra. He even had deliverance on the stage. Rồi ngay ông đứng ở trên khu vực tòa giảng thôi mà ông có thể thực hiện công tác giải cứu cho những người ở tại đó được. Then I learned suddenly he fell. Nhưng mà sau đó tôi biết được rằng là ông này bị sa ngã. You talk about sexual immorality. Chúng ta nói về tội lỗi về tình dục hay là gian dâm ở tại đây đó. Many people cry for him. Rồi nhiều
nhiều người cầu nguyện cho ông. People condemn him, people don't understand him. Rồi có những cái người khác thì lên án định tội ông rồi hiểu hiểu sai về ông. Later on, I don't know why he has the word of God. Thì về sau tôi thắc mắc là ô tại sao ông này ông có lời Đức Chúa Trời mà ông lại rơi tình trạng như thế này. But he has come to the standard that he word of God is not for him, for other people. Nhưng mà ông này tiến đến cái chỗ là ông chỉ nghĩ là ô cái lời đó là dành cho người khác chứ không có dành cho mình, hay là mình giảng là giảng cho người ta làm chứ mình không cần phải làm chuyện đó, cái đó mình giống như là đắc đạo giống vậy đó. Because his conscience was sealed. Giống như cái ông này rơi vào cái chỗ là lương tâm ông bị chai lì rồi. Ông if you look at the list we just read, Mark 7:20 talk about sexual immorality is one of them. Bây giờ nếu chúng ta đọc ở trong Mark đoạn số 17 á, thì chúng ta đọc tới câu 23 và thấy rằng là một trong những cái tội lỗi được liệt kê tại đây là tội về ngoại tình hay là tội về gian dâm đó, tội lỗi về tình dục có được liệt kê tại đây. So then I understand. Từ đó tôi mới hiểu được vấn đề. He may have the word of God, he may be doing a lot of signs and wonders for God. Ông này có thể là có lời Đức Chúa Trời, ông này có thể qua đời sống của ông có nhiều dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. He's not just in sign but also very powerful in the word. Ông này thật ra không chỉ có dấu kỳ phép lạ đâu, ông này rất là mạnh mẽ, rất là đầy lời của Chúa trong đời sống của ông. So once your conscience is sealed, then you this thing doesn't apply to you now. Thành ra đó khi mà lương tâm của mình bị chai lì rồi đó, thì nhiều khi mình nghe lời Chúa mình thấy là dành cho ai ai đó chứ không có dành cho mình nữa. It doesn't matter what you do for God. Thành ra cái vấn đề không phải là anh chị em đã làm và là đang làm cái gì cho Chúa. When God chooses to judge, He will judge. Một cái Chúa quyết định rằng là Chúa sẽ đoán phạt thì Chúa sẽ đoán phạt vậy thôi. When He judges, then you see the result. Thành ra khi mà Chúa đoán phạt rồi là mình sẽ thấy hậu quả thôi. So I realized that was his conscience was sealed. Thành ra tôi để ý tôi thấy rằng là lương tâm của người ta bị chai lì là như vậy đó anh chị em. That's why we need to check our conscience. Thành ra chúng ta phải luôn luôn kiểm tra lại, tra xét lại lương tâm của mình. But if you hear any man or woman who has fallen. Thành ra một và tôi cũng muốn lời anh chị em là khi anh chị em nghe một người nam, một người nữ nào của Đức Chúa Trời bị sa ngã chẳng hạn. One prayer point is to pray for the conscience to be enlightened again. Thành ra một những điều chúng ta cầu nguyện cho những người đó đó là gì? Chúng ta cầu nguyện để lương tâm của họ được nhận cái sự soi sáng, nhận cái sự thức tỉnh từ nơi Chúa để ý thức về Chúa một lần nữa. Yeah, don't condemn him, don't just pray, save him. His conscience to be open like enlightened again. Thành ra đừng lấy cái thời điểm đó ra để rồi lên án định tội những người đó, nhưng mà thay vào đó hãy cầu nguyện cho họ để rồi lương tâm của họ được thức tỉnh hay là họ được Chúa soi sáng trong lòng của họ. And the Lord may restore him. Và Chúa sẽ phục hồi những người đó. Amen. Because the Lord has invested a lot on this man. Bởi vì Chúa này đầu tư rất là nhiều điều vào trong đời sống của những con người như vậy rồi. You understand the Lord invest many people. Chị biết được là chị hiểu được rằng là Chúa này đầu tư rất là nhiều thứ vào trong nhiều người khác nhau. You understand in the book of Romans, gifts and calling are irrevocable. Chị đọc trong Roma, chị thấy được rằng kinh thánh nói là ân tứ cùng sự ban cho Đức Trời không bao giờ bị lấy lại, không bao giờ bị thay đổi. What God give it to you, He will not take back. Những gì thuộc về ân tứ sự kêu gọi Chúa đã ban cho anh chị em rồi thì Chúa không có rút lại. You be a blessing to people. Và Chúa muốn dùng anh chị em và qua anh chị em để đem phước hạnh cho nhiều người khác. Why you stand condemned? Nhưng mà lý do you stand condemned. You don't confess your sin, you stay condemned. But you're blessing other people. Thành ra đó, tại sao là một cái người mà được Chúa dùng lớn lao như vậy lại bị định tội như vậy, là bởi vì họ có những tội lỗi họ không chịu xưng nhận ra, họ không có từ bỏ điều đó thì họ bị định tội, cho dù là họ vẫn đang làm công tác chức vụ, là bởi vì liên quan đến sự kêu gọi và ân tứ Chúa cho đời sống của họ. Thành ra thông qua chức vụ và sự kêu gọi ân tứ của Chúa thì họ vẫn đem phước hạnh cho nhiều người khác, do vậy họ phạm tội, họ không chịu ăn năn từ bỏ thì họ vẫn bị phán phạt như thường. Amen. 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 So same thing as Samson anointed by God. Cũng giống như trường hợp ông Samson vậy, ông Samson được Chúa sức dầu. But look at his end. Anh em nhìn thấy cái rốt cuộc đời của ông Samson. They can't even find his real body. Thì người ta không tìm thấy xác của ông Samson luôn. Amen. But he killed many Philistines. Nhưng mà từ cuối đời của ông đã giết rất là nhiều người Philistines. And he was used by God for 20 years to judge. Và Chúa dùng ông trong 20 năm làm quan sát trên những Israel. It means to say he got used him for that office. Tại đây rõ ràng là Chúa có dùng Samson cho cái chức vụ đó. Why 20 years. Tại sao tới 20 năm lận? Could be 40 years. Có thể 40 năm chứ không kể, chỉ dừng lại 20 năm. Amen, but he has to die. Nhưng mà cuối cùng ông này phải chết. He paid for his own sin. Cái là phải trả giá liên quan tội lỗi của ông. But you see why? So this conscience is very important. Thành ra tôi muốn nhắc anh chị em là lương tâm anh chị em rất là quan trọng. So we need to make sure there's no sin that cause our conscience to be sealed. Thành ra anh chị phải đảm bảo rằng là về cái gì cá nhân anh chị em không có tội lỗi nào làm cho lương tâm anh chị em trở nên bị chai lì. Yeah, conscience is a part that God speaks about direction. Turn left or turn right, yes or no. Nhớ là lương tâm ta cái nơi rất là quan trọng để Chúa này chỉ chúng ta định hướng chúng ta, ví dụ như là đi về hướng này hướng kia, hay là cái đó là được hay là không được, là do cái sự hướng dẫn của Chúa trong lương tâm chúng ta. Amen. 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 And we can develop conscience by
Getting the word of God in. Và chúng ta có thể phát triển lương tâm chúng ta thông qua việc là chúng ta tiếp thu lời của Chúa vào trong lòng chúng ta. Very good example. For example, if you in a certain society, the woman can get married to many men. Tôi nói ví dụ như là trong một số cái xã hội á, là người ta áp dụng cái chế độ đa phu. Đa phu là một người nữ có thể lập gia đình với lại nhiều ông chồng. Or men get married to many women is allowed in society. Hoặc là đa thê, có nghĩa là một người là chồng, một người nam có thể lập gia đình với nhiều người nữ. Is it Bible? Bây giờ cái điều đó có phù hợp với Kinh Thánh hay không? No, right? Rõ ràng là không. But they brought the society, the conscience very clear. Thành ra trong cái xã hội đó thì cái đó là cái văn hóa của họ rồi. Nên nó liên quan đến vấn đề đó, họ làm cái điều đó mà lương tâm họ không gì áy náy cả. Bởi vì cái đó là cái điều họ được dạy trong cái văn hóa của họ. So when they start to read the Bible, become a Christian, start to read the Bible. Nhưng mà bây giờ họ trở thành người tin Chúa, họ được tái sanh rồi họ bắt đầu đọc Kinh Thánh. Yeah, I say they to read the Bible, then understand they were wrong. Nhờ họ đọc Kinh Thánh như vậy họ mới khám phá ra là cái điều đó là sai trật trước mặt Chúa. Yeah, because many culture that they it's not for the Bible, so they have different value. Là bởi vì có trong nhiều cái nền văn hóa khác nhau họ không có đặt ở dưới Kinh Thánh lời Chúa, nên họ có những cái giá trị sống theo nhiều cái giá trị khác nhau. Yeah, so we must follow the Bible to build our conscience, which is in aligned with God. Nên chúng ta cần phải áp dụng Kinh Thánh để rồi lương tâm chúng ta trở nên tương thích với lời của Trời. Amen. 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 So this is a new lesson for you on conscience. Đó là bài học mới cho anh chị em liên quan đến lương tâm đó. It's not planned. Hallelujah. Tôi không có kế hoạch để dạy cái điều này, nhưng mà anh chị em cũng đã nghe rồi đó. Amen. But conscience is part of our spirit man. Nên nhắc lại đó là lương tâm chúng ta là một cái phần thuộc về con người tâm linh chúng ta. Amen. Yeah. Let's go to book of Revelation chapter 1 verse 5. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem với trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 5. From Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler over the kings of the earth, to him who love us, watch us from our sin in his own blood. Nói rằng là về từ Đức Chúa Jesus Christ, là đấng làm chứng thành tín, đấng sinh chứng nhất từ cõi chết, và Chúa của các vua trên đất, đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Yeah, I just want to highlight something to you. Tôi muốn làm rõ một số điều với anh chị em tại đây. Each time when you read the Bible, mỗi lần nào khi anh chị đọc Kinh Thánh đó, the Bible will use certain description of God the Father, or God the Son, or God the Holy Spirit. Thì Kinh Thánh nó có sự mô tả chúng ta về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và về Đức Thánh Linh. Yeah, not put there for you for fun. Thật ra Kinh Thánh nó có tùy tiện cho chúng ta về cái thân về cho Đức Chúa Trời đó một cách gọi là đọc cho vui, không phải? To for you take note. Nhưng mà để chúng ta cần phải lưu ý. Is it maybe a new title, new name? Nhiều khi Chúa cho ta biết một danh xưng hay là một danh hiệu mới mà Chúa muốn chúng ta cần phải lưu ý. So you learn something more about God. Nên nhờ đó chúng ta có thể học biết thêm về Chúa là ai. The more you know about God, the better for you. Anh em càng nhận biết Chúa càng rõ ràng hơn, hay tường tận hơn thì càng ít lợi hơn cho anh em. Then you know how to move with God. Để anh em biết anh em cùng đồng hành với Chúa như thế nào. And then you learn how to appreciate Him. Rồi anh em học để trân quý Chúa càng hơn. But here you say Jesus Christ. Ở đây nói là Chúa Jesus Christ. Yeah, here. So we have the title Jesus means Yahweh save. Thì cái danh hiệu Chúa Jesus Christ mang nghĩa là Yahweh, cái số ba là Yahweh cứu rỗi. Yeah, Yahweh, that means you learn one thing, he's the one who save. Yahweh, một trong những cái điều mà ta học được từ tiếng Anh là gì? Yahweh là đấng cứu rỗi chúng ta. We talk about salvation is more than going to heaven. Khi mà nói sự cứu rỗi từ đây nó còn hơn cái việc lên thiên đàng nữa. Yeah, salvation is the big word. Cái chữ cứu rỗi từ đây là cái từ ngữ nó rất là lớn, rất là rộng nghĩa. You talk about going to heaven. Tất nhiên trong cái ý nghĩa đó có bao gồm cả lên thiên đàng. You talk about being saved from your enemy. Nhưng mà bên cạnh đó cứu rỗi còn được giải cứu khỏi kẻ thù. Talk about healing. Cứu rỗi đây còn nói đến sự chữa lành. Talk about wholeness. Cứu rỗi đây còn nói một đời sống lành mạnh toàn diện. So we know that Jesus Christ come here to give us that. Nên Chúa Jesus Christ là đấng đến để đem ra tất cả những điều đó. But there's one verse in Matthew 1:22. Và có một câu kinh thánh ở trong Matthew đoạn số 1:22. Who save us from our sin. Nói về việc Chúa ngài cứu ta, cứu dân ngài ra khỏi tội. The biggest problem you and I face is the sin in our life. Cái một cái rắc rối lớn nhất mà anh chị em và tôi đối diện với cuộc đời đó là chúng ta đối diện với tội lỗi. Every human has this problem, sin problem. Tất cả những rắc rối mà của nhân loại gặp phải là rắc rối lớn nhất, đó chính là rắc rối với tội lỗi. So we must recognize it. Nên mình phải nhận ra cái rắc rối đó cuộc đời. And deal with it. Xử lý rắc rối đó. The only one we can do is turn to the Lord Jesus. Cái duy nhất để xử lý rắc rối đó là mình phải hướng về Chúa Giêsu. He saved us from our sin. Bởi vì chính Chúa Giêsu mới là đấng giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả mọi tội lỗi. Amen. In other words, Christ.
mà từ ngữ khác là đấng Christ. Christ is called the Messiah. Đấng Christ trong ngôn từ người Do Thái là Messiah. For the Jewish people, they understand what's a Christ. Đối với người Do Thái đó, khi họ nghe đến từ ngữ Messiah là họ hiểu rồi. They have been prophesied through the Old Testament about the coming of Christ. Bởi vì trong suốt các cựu ước như vậy đã có những lời tiên tri nói về đấng Messiah rồi. But they have different expectation of him. Nhưng mà đối với người Do Thái họ nghĩ về đấng Messiah rất là khác. Họ không có hình dung là Chúa Giêsu chính là đấng Messiah đó. When they look at the Old Testament, they see the mountain. Bởi vì đối với người Do Thái đó, khi mà họ nhìn theo cái nhìn của cựu ước á, họ nhìn ví dụ như nhìn một cái hòn núi. They only see one mountain range. They cannot see two or three mountains. Thì bây giờ họ chỉ nhìn thấy một cái phương diện thôi. Giống như là mình nói cho dễ hiểu là họ nhìn bên cái góc này, họ chỉ nhìn thấy một cái đỉnh núi ở bên đây thôi. Họ không có nhìn ra là đằng sau cái đỉnh núi đó còn những cái ngọn núi khác, còn những ngọn núi khác nữa. There are two mountain peaks. Nhưng mà mình cũng phải lưu ý rằng là trong cả cái thánh như vậy cho nó thấy nó giống như hai cái đỉnh núi mình phải nhận ra. When the Lord first come down the first time. Mình mới nhận ra cái thánh mô tả về Chúa Jesus Christ là đấng Messiah đấng đến trên đất này lần thứ nhất. Yeah, he's not here to save the Jewish people. Lần thứ nhất này đến nhưng không phải đến với mục đích là giải cứu dân Israel, như là một cái vị cứu tinh giải cứu dân Israel ra khỏi ách cai trị người La Mã. Them and the us, the Gentiles. Nghĩa là Chúa đến để đem sự cứu độ đến cho họ. Và cho dân ngoại nữa, chứ không phải là giải cứu ra khỏi cái sự cai trị của dân ngoại, người La Mã. They are thinking of their Roman oppressor. Bởi vì người Do Thái họ chỉ nghĩ đến họ mình đang bị áp bức bởi đế chế La Mã lúc the, đó. The Lord is thinking the great oppressor, who's Satan. Nhưng mà về phần Chúa, Chúa thì nghĩ đến cái sự áp chế của ma quỷ trên nhân loại nói chung. Therefore they rejected him. Nên khi mà nhân Do Thái không thấy Chúa Giêsu giải cứu ra khỏi sự sự bất hại của đế chế La Mã thì họ khước từ, họ không chấp nhận Chúa Giêsu. Even today they still expecting the Messiah to come. Nên đối với người Do Thái ngày nay đó, họ vẫn còn mong đợi đấng Messiah sẽ đến để giải cứu họ. Họ không có tin rằng đấng Messiah đã đến rồi. His great come is coming again. Thật ra Chúa Giêsu đấng Messiah đã đến rồi nhưng mà ngài sẽ quay trở lại. That's why you see Jesus then is explanation why he's called Jesus Christ. Nên đó lý do vì sao trong phần kinh thánh này nói rất là rõ là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Then he called the faithful witness. Và rồi kinh thánh nói đứng làm chứng thành tế. Yeah, he is the witness. Ngài cũng là một nhân chứng nữa. We are witnesses. Tất nhiên chúng ta cũng là chứng giờ nhân chứng nữa. He is the number one. Chúng ta Chúa Giêsu là đứng quay nhân chứng gọi là quan trọng nhất hàng đầu. But we must learn from him to be faithful like he is faithful. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải học cái tấm gương Chúa Giêsu ngài đứng làm chứng thành tín. Amen. We are his follower. Chúng ta là người học theo Chúa Giêsu, chúng ta là môn đồ Chúa Giêsu. So you are not a, we are witness. You are not faithful. Then you are not like him. Nếu mà chúng ta là chứng nhân mà chúng ta không có trung tín gì cả thì chúng ta không có giống Chúa rồi. Amen. Amen. And then he's firstborn from the dead. What does that mean? Và kinh thánh nói là Chúa đã sinh ra đầu tiên từ trong kẻ chết thì có nghĩa là gì? He's the first one to rise from the dead. Chúa Giêsu đã đầu tiên sống lại từ kẻ chết. And never die again. Và không bao giờ chết nữa. Amen. Many people raised from the dead, they die again. Có nhiều người sống lại từ cái chết nhưng mà sau đó lại chết tiếp. But he's different. Nhưng mà Chúa rất là khác. When he died and rose again, he never die again. Thì Chúa Giêsu chịu chết và ngài sống lại từ cái chết thì ngài không bao giờ chết. Then we ngài see sống đời đời. He's the role model, the firstborn. Ngài là cái tấm gương mẫu của chúng ta. Ngài đã sinh ra đầu nhất từ trong cái chết. And when we die. Và khi chúng ta chết. When we rose again with him, một ngày kia chúng ta cũng sẽ sống lại với ngài. We will never die again. Thì lúc đó chúng ta cũng không bao giờ chết nữa. We have a new body called the glorified body. Lúc đó mình nhận lấy một thân thể mới được gọi là thân thể vinh quang giống như Chúa Jesus Christ. We you find in the book of John, he walked through the wall. Chúng ta thấy trong sách Phúc Âm Giăng mô tả về Chúa Jesus Christ sau khi ngài sống lại thì ngài đi xuyên tường. And you never, this body will never be sick. It'll never die. Và thân thể mới mà Chúa Giêsu có đi và chúng ta cũng sẽ có một ngày kia đó sẽ không bao giờ bệnh tật và không bao giờ chết đi. Somebody joking, this body is 33 and a half years only. Somebody joking. Có người nói là lúc đó thì nhận lấy thân thể mới thì thân thể giống như Chúa Giêsu nghĩa là thân thể của một người thanh niên 33 tuổi rưỡi. So you may die age 80 and you raise up again the your peak. Có nghĩa là khi bây giờ mình dù 80 tuổi mình qua đời đúng không? Giờ mình chết lúc 80 tuổi thì lúc mà mình được sống lại, mình được mặc cái thân thể mới thì Chúa cho mình chọn. Mình sẽ là chọn cái thân thể đẹp trai 33 tuổi rưỡi. He's a good example. He's the first born from the dead. Thì Chúa Giêsu đấng sinh ra từ nhất, đầu nhất từ trong cái chết mà. Amen. This is the
helping you to thank, praise the Lord. Mình nếu mà được vậy thì quá mừng rồi, tạ ơn Chúa ơi, Chúa. Amen. And the ruler of the kings of the earth. Rồi Chúa cũng là cai trị trên khắp đất này, ngài cai trị cho các vua trên đất này. So whoever is king today, nó cho giàu trên đất này bất cứ nơi nào có vua cho nữa. He is king of kings. Ngài là vua trong mọi vua. Amen. Amen. So you don't have to worry. Nên cha không cần phải lo lắng gì cả. And we are supposed to be king with him. Hallelujah. Chúng ta thật ra chúng ta cũng được Chúa xem như là vua cùng cai trị với ngài. Amen. 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 Are you looking for to be a king or queen? Anh chị có mong đợi ngày kia Chúa đặt để anh chị em như là vua như là hoàng hậu không? Amen. Amen. And to him who loves us. Anh nhớ ngài đấng yêu chúng ta. Amen. The word love is agape. Chữ yêu đây là chữ agape, cái gì là? No condition. Tình yêu thương vô điều kiện. Amen. He loved us even before we were born again. There's no condition. Ngài yêu chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được tái sanh, bởi vì ngài yêu chúng ta bởi tình yêu vô điều kiện. And the last one, wash us from our sin in His own blood. Và cái nấn đây phần cuối đó là ngài lấy huyết của ngài để giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Amen. 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 In other words, He washed us, He purified by His blood. Thì đó nghĩa là ngài thánh tẩy chúng ta, ngài rửa sạch chúng ta bởi chính huyết quý báu của ngài. Amen. 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 So this is one of the cleansing power of the blood. Nó là quyền năng thánh tẩy của huyết Chúa Jesus Christ là như vậy. So we can by His blood we are cleansed. Nên chúng ta lại công bố ra nhờ huyết của Chúa Jesus Christ mà con đã được thánh tẩy, được tẩy sạch. By His blood we are purified. Nhờ huyết Chúa Jesus Christ con đã được thánh hóa. Amen. Amen. You must keep speaking all your life, your faith will build up. Khi chúng công bố đi ra trên mỗi miệng anh chị em, cho đời sống anh chị em, thì Đức Thánh Linh anh chị em được xây dựng lên. Amen. Amen. I want to go to the next verse. Rồi tôi muốn qua câu kinh thánh tiếp theo. 1 John 1:7. Thư tín nhân nhất đoạn 1 câu 7. This is important. Hallelujah. Đây là phần kinh thánh quan trọng. If we walk in the light as He is in the light, we fellowship one another, the blood of Christ Jesus, His Son, cleanses all sin. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng cũng như chính ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tôn giao với nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu có ngài thấy sạch mọi tội lỗi chúng ta. But if we walk in the light. Ở đây là Chúa nói là nếu chúng ta bước đi trong sự sáng. That means what is walking in the light means. Bây giờ bước đi trong sự sáng đây có nghĩa là gì đây? That means you walk an obedient life. Có nghĩa là chúng ta bước đi trong một đời sống vâng lời Chúa. Yeah, that means there's no sin that you know of, never confess. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có một cái tội lỗi nào mà mình biết rõ mà mình phạm rồi đó mà mình không có xưng nhận ra. And that's the reason, and another reason why the Holy Spirit lives in each one of us. Và chúng ta biết được rằng là Chúa Linh là Đấng đang cư ngụ, đang sống ở trong chúng ta. To convict us of our sin. Ngài cũng cáo trách chúng ta liên quan đến tội lỗi mà chúng ta phạm. So many times we feel there's a convicting in our heart. Nó nhiều khi chúng ta thấy có những cái sự cáo trách về tội lỗi trong lòng chúng ta. We may not know why we have this problem. Nhiều khi chúng ta cũng không biết là tại sao mình lại bị giống như là bị cáo trách như vậy. Ask the Lord. Mình hỏi Chúa. Is that a sin in my life I need to confess? Chúa ơi, liệu đó có phải là tội lỗi nào đó trên đời sống của con mà con cần phải xưng nhận ra với ngài hay không? Ask him. Hỏi Chúa, Chúa sẽ trả lời. He will tell you exactly where you go wrong. Ngài sẽ cho mình biết chính xác cái điều mình sai đó là cái gì. Amen. You need to ask him, he will tell you. Mình phải hỏi Chúa đó, Chúa mới trả lời cho mình. If you just want to bury it. Còn nếu mình muốn chờ lấp liếm, mình muốn che đậy. Yeah, you become a problem later in our life. Thì về sau nó sẽ gây rắc rối cuộc đời chúng ta. Amen. That means to say we're able to walk in the light. That means we can walk in the light. Thành ra đây cũng là ý nghĩa của việc chúng ta bước đi trong sự sáng của Chúa là như vậy. Amen. That's a walk. We walk with God. Nên có bước đường mà Chúa đặt chúng ta sống đó là bước đi với Chúa đó, bước đi của Chúa đó. Some of you in my class earlier before to walk with God is to walk in intimacy with Him. Và nếu ai từng tham dự các buổi học của tôi thì biết được rằng là bước đi hay là đồng đi với Chúa có nghĩa là bước đi một cách mật thiết với ngài. To walk with God, you walk with God according to His purpose. Bước đi với Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình bước đi theo như mục đích mà Chúa định sẵn trong cuộc đời của mình. To walk with God means you walk with a vision. Bước đi với Chúa có nghĩa là mình bước đi với cái khải tượng mà Chúa bày tỏ cho đời sống của mình. Especially the vision of the last day. Đặc biệt là liên quan đến khải tượng hay là liên quan đến sự hiện thấy mà Chúa bày tỏ chúng ta về thời kỳ cuối rốt. There's a man called Enoch. He walked with God. Có một người tên là Enoch là người đã đồng đi với Đức Chúa Trời. And he was taken from God. Và taken Chúa, with God. Và Chúa đã đem ông đi về với Chúa. How long he walked with God? Ông đã bước đi với Chúa trong bao lâu? 300 years. 300 năm. What happened? Điều gì xảy ra? Why did when he start walking with God? Khi nào ông bắt đầu bước đi với Chúa đây? When he had a son. Khi ông bắt đầu có con. He said, "Come Methuselah." Con của ông tên là Methuselah. What's the meaning of Methuselah? Methuselah có nghĩa là gì? After him comes the flood. Là sau cái ông này sẽ có đại hồng thủy đó. What does that mean? Có ý nghĩa là gì đây? He has a vision of God's judgment. Có nghĩa là nó có một sự hiện thấy mà Chúa bày tỏ cho ông biết liên quan đến sự đoán phạt
Trong tương lai, when you have a vision of God judgment, khi anh chị em có sự hiện thấy, có khải tượng mà chúng bày tỏ anh chị em về sự đoán phạt trong tương lai như thế nào? Just now we talk about God is the day of the Lord. Hồi nãy buổi sáng hôm nay chúng ta có nói liên quan đến ngày của Chúa. If we call a day of judgment. Ngày của Chúa nó có những lúc được nói đến như là ngày của sự đoán phạt. When the Lord comes, if the day of the Lord, welcome Him. When the Lord comes the second time, we call the day of the Lord. We are welcoming Him. Khi mà ngày của Chúa, ngày của Chúa Giêsu tái lâm á, thì chúng ta là người tin Chúa, chúng ta sẽ chào đón Chúa quay trở lại. Are you ready to welcome Him? Giờ câu hỏi đặt ra là cái như anh chị em có sẵn sàng để chào đón Chúa, nhiệt liệt chào đón Chúa quay trở lại chưa? Or you need more time? Hay là anh chị nói Chúa từ 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 có cần thêm thời gian nữa? Don't come, Lord. Chúa khoan khoan chưa đến, Chúa từ từ. I'm not ready. Con chưa sẵn sàng, Chúa ơi. That means you don't have a vision of God coming. Tôi muốn anh chị em thấy được rằng mình phải có cái sự khải tượng, hay là mình phải có sự hiện thấy về việc Chúa sẽ đến trong tương lai như thế nào? You know the Jewish people. They don't name their children just for the sake of naming. Ngay cả đối với người Do Thái đó, họ không đặt tên con của họ, đặt tên cho vui thôi, không phải? Yeah, they name their children for a few reasons. Họ đặt tên cho con của họ vì một số lý do sau. They appreciate what God doing in their life. Có nghĩa là họ trân quý một cái điều gì đó mà Chúa đang làm trên cuộc đời của họ. Or they have a dream for the children. Hoặc là họ có một cái hoài bão, một cái ước mơ nào đó mà họ muốn là đặt để vào trong cuộc đời của con họ. So they name the children prophetically. Nên họ đặt tên của họ mang cái yếu tố tiên tri để dự báo về tương lai của con họ. So hopefully what they name will come to pass. Họ mong rằng là những cái điều mà họ đặt vào trong đứa con của họ rồi sẽ được ứng nghiệm cho tương lai. Or their revelation what God saying to them. Hoặc là họ nhận được sự bạc khải một điều gì đó về điều mà Chúa muốn phán về cuộc đời của họ chẳng hạn. Is most likely in not name his son. Đó, nên chúng ta thấy được rằng là đó là cái cách và lý do mà ông Henoch có đặt tên cho con trai của mình. After him comes the flood. Mẹ tôi sẽ làm nghĩa là sau khi cái đứa con này qua đời đó thì sẽ có cái sự đoán phạt hay là cái đại hồng thủy á. Flood was the judgment of God. Đại hồng thủy đây chính là sự đoán phạt của Chúa trên đất này. So he said, "Oh, God is going to come with a flood." Nói ông này bắt đầu nhận ra, Chúa sẽ đến với đại hồng thủy đến trên đất này. He start walking right with God. Okay, từ đó ông bắt đầu bước đi một cách ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. He walked 300 years with God. Và ông đã bước đi đầu đi với Chúa trong suốt 300 năm. How you cannot walk unless you agree with God? Amos 3:3. Trong bài Amos chương 3 câu 3 nói rằng là gì? Hai người không đồng ý, không nhất trí với nhau thì không thể nào đi chung đường với nhau được. So he walked right with God. Nên ông đã bước đi một cách ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. He walked blamelessly with God. Ông bước đi một đời sống không trội trách được trước mặt Chúa. And God took him away. Và Chúa đem ông đi về với Ngài luôn. Don't waste your time here. Come with me. Chúa nói con không cần phải ở trên đất này làm gì cho lâu, cho mất thời gian, con về đến đây luôn đi. He was ready for God's coming. Bởi vì ông đã sẵn sàng để đón tiếp Chúa quay trở lại rồi. So are you ready for God's coming? Thì câu hỏi đặt ra là anh chị đã sẵn sàng đón tiếp Chúa quay trở lại chưa? If you're not ready, get ready now. Nếu anh chị em chưa sẵn sàng, hãy sẵn sàng ngay bây giờ. He may come tomorrow night. Có thể là tối mai Chúa quay trở lại. Not ready, we're in trouble. Anh chị em, chúng ta lúc đó chưa sẵn sàng là chỉ gặp rắc rối to rồi. Amen. There are things we need to do. Có những điều chúng ta cần phải làm. Amen. But Enoch walked with God. That's why God loved him. Come with me to heaven. Nên bởi vì Henoch đã đồng đi với Chúa 300 năm như vậy, cho Chúa thích ông quá, cho nó thôi về với ta luôn đi. Để ta với con ở chung với nhau. The Enoch is a type of church raptured. Nên Enoch á là cái hình mẫu để mô tả về hội thánh được cất lên. Amen. So he walked right before God. No, Enoch đã bước đi cách ngay thẳng trước mặt Chúa. So when you walk in the light, you're walking in the light of God, walking with God in the light. Nên khi anh chị bước đi trong sự sáng có nghĩa là gì? Anh chị đồng đi với Chúa Trời trong sự sáng. Amen. Amen. You walk in you as best as you can. Có nghĩa là mình làm sống một bước đi một cách tốt nhất có thể. Amen. Amen. So this is important to walk right with God. Nên đây là điều quan trọng khi mình bước đi một cách ngay thẳng trước mặt Chúa. When you're in the light, you're fellowship with Him. Một khi mình bước đi trong sự sáng như vậy thì bởi đó mình được thông công với Chúa. Because God is in the light. Bởi vì Đức Chúa Trời đang ở trong sự sáng. Amen. Amen. God is never in darkness. Chúa không bao giờ ở trong tối tăm đâu nha. So as a believer, we should walk as much as we can in the light. Thành ra là người tin nơi Chúa chúng ta cần phải bước đi cái tối đa trong sự sáng của Chúa. The trouble with darkness, the moment you step into darkness, the darkness become greater and greater. Cái rắc rối là khi mà anh chị em có bắt đầu gọi là bước qua chỗ tối tăm thì anh chị em sẽ thấy mình càng lớn sâu hơn trong việc bước đi trong tối tăm. That's why you find a lot of rumors or hearsay, many men who fell and they keep falling and falling again. Thành ra anh chị em nghe nhiều cái lời đồn về những cái nhiều người nam người nữ đúng trời một khi đã sa ngã rồi nhiều khi rất là dễ rơi vào tình trạng là tái phạm hay là sa ngã hết lần này lần khác nữa.
But it doesn't happen to him alone. It happened to every one of us. Nhưng mà không phải chỉ những người đó mới gặp những chuyện như vậy đâu. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu không có giữ mình ở trong sự sáng của Chúa, chúng ta vẫn có thể rơi tình trạng như vậy. Just because you're not famous, nobody knows. Chỉ có vấn đề là vì chúng ta chưa có nổi tiếng nên không ai biết chúng ta có đi trong tối tăm, không ai để ý thôi. Amen. God knows. Hallelujah. Yeah. So we have fellowship with one another. Nói cái đó là khi mà bước đi trong sự sáng như vậy thì nhờ đó chúng ta được thông cao với nhau. Who are the we? Chúng ta là ai? Are we? John is referring to God, number one. Chúng ta đây đầu tiên sứ đồ Giăng nên đề cập đến chúng ta là quý vị và Chúa đó. We must have fellowship with God. Nhờ đó chúng ta được thông công với Chúa, với nhau. I told just now the word called Hebron. Như tôi từng đề cập với anh chị em cái từ ngữ trong tiếng Hebrew là chữ Hebron. Hebron is communion. Hebron ở đây là thông công, là tương giao. Communion with God. Thông công tương giao với Đức Chúa Trời. That's fellowship. Đó là mối thông giao công, nó tương giao là như vậy. Amen. But not just with God alone. Nhưng mà chúng ta không chỉ thông công với Chúa mà thôi. With one another. Nhưng mà với nhau. To those who walk in the light. Đối với những người nào bước đi trong sự sáng thì chúng ta được thông công với người đó. You cannot be a lone ranger Christian. Chứ chúng ta không phải là ôi tôi đi theo Chúa có đơn độc một mình, ơi tôi không có ai thông công với tôi hết. For example, that's a Ephesians chapter 5. Ví dụ trong Ephesians chương số 5. Talk about worship. Nói về thờ phượng. You remember the Ephesians 5:17 that would say you sing to one another psalms, hymns and spiritual song. Ephesians chương 5 đó là chúng ta hát cho nhau nghe đó bằng thánh thi, thánh ca và linh khúc. Who do we sing to? Hát cho ai? In the song service we sing to God. Tất nhiên trong buổi nhóm như vậy chúng ta hát cho Chúa nghe. And sometimes we sing to one another. Và có những khi chúng ta hát cho nhau nghe. Amen. Amen. How do we sing to one another? How do we sing that? Làm sao để hát cho nhau nghe đây? Most of don't do that because we are shy, right? Nhiều khi hầu hết là chúng ta không có dám hát cho nhau nghe, nhiều khi mình mắc cỡ sợ người ta nghe xong ta bỏ chạy á. There's an English song said because he lives, I can face tomorrow. Rồi bây giờ đó, có một bài hát trong tiếng Anh đó, vì Jesus sống, con bước đi với hy vọng đó. Who are you singing? Mình hát cho ai nghe cái đó là mình are hát you singing to God? Thật ra là mình hát cho Chúa, cái bài no. đó là không. Thật ra cái bài đó là cái bài mình hát cho nhau nghe đó. If you sing to God, you will sing to because you live, I can face tomorrow. Thì trong tiếng Anh thì rõ lắm, cái chữ là you và chữ he nó rõ lắm. Nhưng tiếng Việt mình nó trông trông quá. Thì cái bài đó đó trong tiếng Anh là bởi vì Ngài sống thì tôi có thể đối diện với tương lai. Đó, cái bài đó là như vậy. Thì nó qua tiếng Việt thì nó dịch nó hơi khác một chút. Nhưng mà ý cái bài đó là gì? Bài đó là mình hát cho nhau nghe, đó là anh có biết không, vì Ngài sống đó nên tôi là nên anh là phải đối diện với tương lai. Cái đó được gọi là hát cho nhau nghe. Yeah, but this song is not good. There's another song. He is my everything. He is my all. He is my what about you? How about you? Somebody turn to somebody about you. Thì ở trong tiếng Anh rất là rõ liên quan đến vấn đề hát cho nhau. Nghĩa là mình nói giống như mình nói cho nhau nghe nè. Ngài là tất cả mọi điều của tôi. Còn anh thì sao? Ý là Ngài có phải là tất cả mọi điều của anh hay không? Đó là gọi là hát cho nhau nghe. Amen. What's the purpose? Mục đích của người đó là gì? So they can encourage somebody else. Để mình kích lại lẫn nhau. And this man who just sing, for example, this man who sing the song. Bây giờ ví dụ một cái người hát một bài rồi đó. The Lord heal him of his sicknesses. Ví dụ như Chúa chữa lành tôi, tất khỏi mọi bệnh tật. Maybe not even healed, he's been healed slowly. Có thể là người đó vẫn chưa được chữa lành ngay lập tức, nhưng mà vẫn đang trong cái quá trình của từng bước được chữa lành. And he can sing this song. Và người đó có thể hát một bài hát. He is my everything. Wow, this guy still sick, yeah, he can sing the song. The person next to him will be encouraged. Mà cái người đó đang từng bước được chữa lành, mà người đó có thể mở miệng ra hát rồi. Ngài là tất cả mọi điều của tôi. Đó thì cái anh kia anh nhìn nó, ủa cái anh này chưa được lành hoàn toàn mà anh thấy mạnh dạn anh hát là ngày tất cả mọi điều của ảnh, thì cái anh kia cũng được khích lệ để cùng ngợi khen Chúa. Đó thì nó là hát cho nhau nghe là như vậy đó. Therefore it's important for you to gather together. Đó là lý do quan trọng anh chị em nhóm nhau lại cùng hát cho nhau nghe. Especially in the end time problem time. Đặc biệt là thời kỳ cứu rỗi có rất là nhiều rắc rối cuộc đời xảy ra. When you sing to one and even the guy is very he really got it bad but yet he can sing. You encourage. Thành ra đó, khi mà anh chị em thấy có những người anh chị em trong hội thánh họ gặp những hoàn cảnh rất là tồi tệ cuộc đời của họ mà họ vẫn có thể ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Chúa hết lâu, anh chị nói ồ anh này anh đối diện khó khăn chắc chở như vậy mà anh ca ngợi Chúa mạnh mẽ như vậy thì mình cũng được khích lệ để mình tiếp tục ca ngợi Chúa. Amen. A Sunday service is not just
Hearing sermon alone. Thành ra trong buổi nhóm của chúng ta không phải chỉ đến với mục đích là nghe giảng thôi. Yeah, of course, sermon teaching is very important. Tất nhiên cái bài giảng mà ngày chủ nhật rất là quan trọng. Worship is very important. Nhưng mà thờ phượng Chúa thật ra quan trọng hơn. When I talk real worship, not just sing a song. Tôi đang nói thờ phượng thật sự nha, chứ tôi không phải là chỉ bắt mấy bài hát lên hát thôi đâu nha. The person really sick, very badly hit by everything, yeah, he can sing. Những cái người họ trong hoàn cảnh rất là tồi tệ, là bệnh tình nặng, rất là khó khăn, dầu vậy vẫn hết lòng ca ngợi Chúa, gọi cái Chúa. He's an encouragement to the other people. Thì cái người đó trở thành sự khích lệ rất là lớn cho những người xung quanh. That's how you can encourage one another. Đó là cách mình nhớ đó, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau. Amen. Because the Bible prophesied there'll be evil days. Kinh Thánh nói là những ngày là xấu là như vậy đó. So you need to gather together. Nên chúng ta thấy được những ngày là xấu như vậy, chúng ta cần phải nhóm họp nhau lại. Not a religious way, but in the way you know what's the purpose and all this preaching is all about. Thành ra mục đích không phải là chỉ là mang tính cách là tôn giáo rồi phải nhóm nhau lại không? Nhưng mà chị phải hiểu được cái thấu hiểu được cái mục đích của việc chúng ta nhóm nhau lại nó có ý nghĩa để khích lệ nhau trong đức tin như thế nào. So the horizontal is just as important. Thành ra không chỉ là cái sự thông cao để chiều dọc, mà sự thông cao theo chiều ngang cũng rất là quan trọng. And only through the horizontal you can change. Và nhờ cái sự bối thông cao trong chiều ngang như vậy mà đời sống ta có thể kinh nghiệm sự biến đổi. God is always very good to us, right? Nên Chúa rất là tốt lành đối với chúng ta đúng không nào? God will not hurt you. God will not hurt you. God will not hurt you. Others can hurt you. Nhớ lời về Chúa là ngài không làm tổn thương chúng ta, nhưng mà nhớ là người khác có thể làm tổn thương chúng ta. Amen. So when others hurt you, you don't run away. Ra trong hội thánh mà có người làm tổn thương mình, mình đừng có bỏ chạy. Forgive, you learn how to flow. Nên mình cũng cần phải học để tha thứ. Học tha thứ như vậy, nhờ đó mình có tiếp tục bước đi trong mối thông cao. Amen. This is important. Đây cũng là điều rất là quan trọng. Horizontal and vertical. Thật ra mình biết là trong mối thông cao nó có chiều dọc và có chiều ngang. Yeah, I will talk about fellowship. Bây giờ mình đang nói về mối thông cao đây nè. What is fellowship? Thông cao là gì? Eating and drinking. Thông cao là ăn uống đúng không? Yes or no? Đúng hay không? No. Không. But in many churches, many people fellowship is eating and drinking. Nhưng mà đối với nhiều hội thánh ngày hôm nay là cái giờ thông cao là cái giờ ăn uống. The Bible says very quite is the meaning of communion. It means koinonia. Ở trong tiếng Hy Lạp có cái chữ thông công á, đó là chữ koinonia. A big word. Cái từ ngữ này nó mang ý nghĩa rất là lớn, rất là rộng. Partnership. Thông công đó là đồng công luôn đó, đồng công hay là cộng sự cùng làm việc với nhau. In a fellowship with me. Nên dù anh chị em cũng thông công với tôi á. You will participate what I'm doing. Bây giờ anh chị em cũng cần phải giữ phần với những điều mà tôi đang làm. How do you participate with me? Bây giờ làm thế nào anh chị em giữ phần với những gì tôi đang làm? How? Làm thế nào? Pray. Cầu nguyện nè. Give money. Tặng tiền nè, dâng tiền nè. Help to carry chair. Rồi giúp tôi là dù tôi cần ngồi hay gì đó, mà lấy ghế tôi ngồi cũng là một cách thông cần, nhờ đó thông công. Clean the floor. Rồi là gì? Lau quét dọn bụi sàn nhà. Trước giờ nhóm, chứ là 6 giờ nhóm. I want friend in Kuala Lumpur. Tôi có ông bạn kia bên Kuala Lumpur, bên Malaysia. Ông là một sư. A small church. Một sư của một thánh nhỏ rồi. He had to do preaching. Ông này vừa phải giảng. Sometimes worshiping. Rồi hướng dẫn thờ phượng. And sometimes repair air conditioning. Rồi sửa luôn máy lạnh luôn. And one day, one of the people came. Một ngày kia đó, khi mà có một cái người kia đến. This pastor is sweating because I tried to repair air con. He learned from YouTube how to repair air conditioning. Thì cái ông mục sư quản gì màu thánh này, ông làm việc đổ mồ hôi ướt đẫm luôn. Là đang học, đang xem trên YouTube nè. Học cách sửa máy lạnh, máy điều hòa không khí, sửa mà chưa sửa được xong. Ướt đẫm thôi. And this person came. Có cái ông kia ông đi đến. Bless you, pastor. Oh, chú bài phước cho mục sư nha, mục sư. And he's a prophet, this guy. Cái ông kia là ông tiên tri. And say goodbye. Chú bài phước cho mục sư, bye bye. Is he communion? Is he having fellowship with him? Vậy thì có phải là thông công, là tương giao gì không? No. Oh. People at least give him a cup of water, right? Ít ra cũng phải múc cho, hay là đi rót nước cho mục sư, mà mục sư uống ly nước, rót nước chứ. Amen. And then talk to him. Yeah, talk to him for a while. Cũng dành thời gian để khích lệ nói chuyện với mục sư chứ. So this guy is not in cornelia with him. Vậy thì cái ông DJ kia, ông có cornelia rồi. Amen.
So this is fellowship. Thông công là như vậy đó. So first you fellowship with God. Cái đầu tiên là chị phải dựng mối thông công với Chúa. Fellowship one another. Rồi thông công với nhau. By participating, what are they doing? Bởi dự vâng và những gì mà mình thấy một người nào đó đang làm là thông công với họ. If the friend needs a jacket, give him a jacket. Ví dụ như một cái người bạn của mình nó cần cái áo khoác thì mình á là mình cho người đó mượn cái áo khoác cũng là cách để thông công với người đó. Don't follow the book of James. Chứ đừng có nói theo kiểu gia cơ, chứ thích gia cơ mới nói đó. Be blessed. Hãy đi cho mình rẻ, cái thằng cho nó mặc cho. Amen. That's that. What about God? Con hiểu biết chứ tao không biết Chúa sao đây. How do you communicate with God? Bây giờ làm sao mình chứ thông công với Chúa được đây? You can sing song to Him. Vậy có thể hát ca ngợi Chúa. You can do a lot of things for Him. Có thể làm được nhiều điều cho Chúa. One thing we used to forget. Nhưng mà nhiều khi có một cái chuyện mà mình hay quên lắm. Hey, to do good works, huh? Mà nhớ là việc lành nữa nhá. What he want to, how you want to participate with him. Có nghĩa là Chúa đang muốn làm cái gì thì mình dự phần, mình góp phần với Chúa trong công việc của Ngài. Where's God's heart? Tấm lòng của Chúa đang hướng về đâu? Amen. Amen. What is God's heart? Can you imagine? Tấm lòng của Chúa đang hướng về đâu? Anh chị em cho tôi biết được không? Souls. Linh hồn của mất. Yeah. So what are you doing about souls? Bây giờ anh chị em làm gì với linh hồn của mất đây? Are you giving money to people who evangelist? Anh chị em có giờ gửi tiền cho những cái người làm công tác chứng đạo truyền giảng tin lành không? Yes or no? Có hay không? It's no, then you're not participating. No, anh chị em muốn làm gì thì có nghĩa là chứ không có dự phần, không có thông công gì hết rồi. Don't say I pray 3 hours a day, I do nothing. I pray 3 hours a day by communion. No, more. You need to participate what the Lord is doing. Có người nói tôi cầu nguyện một ngày 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cầu nguyện xong không làm gì hả sao? Không, ngoài việc mình cầu nguyện mình còn phải góp phần. Chúa muốn mình làm gì mình phải làm cái đó nữa. Amen. We need to know what is he thinking and where his heart. Chúng ta cần phải biết Chúa đang suy nghĩ điều gì đang ngài đang quan tâm trong tấm lòng của ngài. The last time in this group, I told them about communion. Cái lần trước khi tôi dạy qua Zoom, tôi có nói liên quan đến món thông công đó. I don't know how to articulate. Lúc đó tôi cũng không biết làm thế nào để nói cho rõ. I'm able to have some idea, but I don't know how to articulate. Tôi thì tôi biết cái ý tưởng là như vậy đó, nhưng mà tôi chưa có biết cách trình bày làm sao cho nó thấu đáo. Now it's clear to me. Bây giờ đối với tôi nó rõ ràng hơn. Let's talk about October the 7th. Bây giờ mình nói liên quan đến cái biến cố ngày 7 tháng 10 đi. Anybody knows October 7th? Ai, ai cho anh chị có biết biến cố ngày 7 tháng 10 không? What is that? Cái gì? Biến cố gì? Hamas. Okay. Đúng rồi. Hamas. Okay. Question number one. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Is God involved? Bây giờ Chúa có quan tâm đến cái biến cố đó không? Yes or no? Có hay không? No, involvement. Involvement. He making someone. No, no. Involvement. Does God know? Bây giờ Chúa có biết cái chuyện xảy ra không? Does he allow? Chúa có cho để điều đó xảy ra không? Yeah, yeah, you're true. Okay, what do you do? Bây giờ mình làm gì đây? What is heart now? Về tấm lòng của Chúa là gì đây? What do you say? Muốn họ là ai? Họ, ý là họ là ai? Cả hai luôn đúng không? So both Palestinians and Israel, they repent and come to God. Oh, you got it. The last time I was preaching somewhere, the word Israel repent, Hamas repent. That's the word. I don't have idea. Okay. Anh chị cũng đã nhận được rồi đó. Có nghĩa là cái lần trước mà tôi có giảng với một cái nhóm kia đó, tôi nhận được cái lời mang tính tiên tri từ Đức Chúa. Lời đó là gì? Israel cũng phải ăn năn và Hamas cũng phải ăn năn luôn. Israel need to repent. Israel cũng cần phải ăn năn. Amen. Because he's turned far away from God. Bởi lòng họ xa cách Chúa rồi. Amen. Đúng when mà. You look at my first picture when I saw the two girls dancing in their festival. Anh chị em biết không? Cái lúc đó tôi theo dõi cái clip đó, tôi thấy có hai cái cô gái đang nhảy múa trong cái lễ hội ngày 7 tháng 10 đó. It reminded me the golden calf incident. Thì cái hình ảnh của hai cô đó nhảy múa như vậy nó nhắc tôi nhớ đến cái hình ảnh cái con bò vàng đó của dân Israel đã xây dựng lên ở trong đồng vắng đó. As a nation, it's turned away from God. Thì cả dân Israel như vậy họ xoay bỏ khỏi Chúa. Amen. Amen. So they need to repent. Nên Israel cũng cần phải ăn năn nữa. And then suddenly Hamas going to repent. Rồi bây giờ bất chợt Chúa cũng cho tôi một ý tưởng cái là Hamas cũng cần phải ăn năn. What do you do about that when you know this? Bây giờ anh chị làm gì khi anh chị biết được rằng Chúa cho anh chị biết điều đó anh chị sẽ làm gì? Pray. Cầu nguyện. Correct. Đúng rồi. Everybody will do pray, right? Mọi người có cầu nguyện không? Có cầu nguyện đúng không nào? Amen. Yeah. But one more thing. Nhưng mà có thêm một điều nữa. Have you asked God what you want to do? Anh chị em có hỏi Chúa là bây giờ Chúa muốn con làm gì liên quan đến cái chuyện đó không? What you're doing is good.
Tất nhiên cái điều đó chỉ cầu nguyện là điều tốt đó chứ. But it's naturally Nhưng mà có những cái điều đó mang tính siêu nhiên mà anh chị phải thực hiện theo cách tự nhiên nữa. Everybody will pray. I mean, not every. You will pray sometime, hả? Thì anh chị hiểu được rằng về phương diện cá nhân anh chị em thì anh chị em cũng có cầu nguyện lúc này lúc khác đúng không nào? But you really want to participate with God, you must ask him what he wants you to do now for that incident. Nhưng mà nếu anh chị muốn thật sự là thông công hay là dự phòng với Chúa, anh chị cần phải hỏi Chúa thật là kỹ rõ liên quan Chúa em muốn con làm gì liên quan đến cái biến cố ngày hôm đó. Maybe he wants you to go to Israel, maybe. Có thể Chúa muốn anh chị qua Israel làm sao nào? If you go to Israel and do something, that is participation to the Lord. Tôi anh chị qua Israel làm đi đó, đó là cái cách để anh chị dự phòng với Chúa. But we never ask. Nhưng mà tại không chịu hỏi. I never ask. Tôi không hỏi luôn. I just make a prayer. Cầu nguyện thôi, an toàn. Amen. That's automatic. Tự nhiên thôi, cầu nguyện thôi. But because God is involved, you say God is sovereign, right? Thì bởi vì Chúa này có liên quan, này có quan tâm tới chuyện đó, bởi vì Chúa là đứng, có nghĩa là đứng ngài ngồi trên gai của ngài, nắm quyền tại chỉ tối cao, ngài thấy ngài rõ, ngài quan tâm. Because I was teaching that I have revelation. Và bởi vì tôi có dạy mà điều đó bất chợt như vậy, tôi nhận sự mặc khải từ nơi Chúa. Ask God. Mình phải hỏi Chúa. What he want you to do? Ngài muốn con làm gì liên quan đến cái chuyện đó? Maybe there's something you want to do. Có thể Chúa muốn mình làm một điều gì đó. But I think most of us know, Tôi biết là hầu hết chúng ta biết. Amen. But what happened? He called you to do something. Nhưng mà cái điều gì xảy ra nếu như mới bất chợt như vậy, Chúa kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó liên quan đến cái chuyện đó. Because God is sovereign, He is involved in everything is happening, especially major things happening. Bởi vì Chúa ngài rất là quan tâm đến những cái chuyện xảy ra khắp mọi nơi và đặc biệt những chuyện đó là chuyện lớn, cái chuyện mà Israel ngày 7 tháng 10 là chuyện lớn rồi. Same thing we heard of the problem in Myanmar refugee. Tương tự như vậy chúng ta cũng nghe nói về những cái chuyện người tị nạn bên Myanmar. Yeah, we do the Christians are involved. Thì bây giờ cơ đốc nhân thì mình cũng có quan tâm đến chuyện đó. It's natural, supernatural to give some money. Thì bây giờ về phương diện cái gọi là một cái cách thông thường mình cũng phải hướng đến chuyện là mình phải dâng hiến mình giúp đỡ những cái người tị nạn đó. We never ask God what you want to do in that situation. Nhưng mà nhiều khi mình không có hỏi Chúa là Chúa muốn con làm cái gì liên quan đến hoàn cảnh đó. But you really participating in God as He doing, you need to ask Him. Nên nếu chúng thật sự mà muốn là dự phần trong những gì Chúa đang làm thì chúng ta phải hỏi Chúa thì chúng ta mới biết được mà dự phần. To give money to make prayer is nothing. Thật ra đó nếu mà chỉ có dân giúp đỡ tiền bạc hoặc là cầu nguyện thôi đó thì nhiều khi cũng chưa thật sự là dự phòng lắm đâu. So whoever you have supposed to fellowship with, you must ask God and them what it need to them to, you to do for them. Anh em nếu anh chị muốn gọi là phát triển mối thông công với ai đó hoặc là dự phòng với một ai đó điều gì đó để chúng mày hỏi. Bây giờ Chúa ơi, cái chuyện đó thì Chúa đang quan tâm nè. Bây giờ con muốn dự phần với Chúa trong cái việc mà Chúa đang muốn làm ở tại đó. Giờ con làm cái gì đây? Đó. This is real fellowship. Cái đó mới là thông công thật sự. Amen. This is called koinonia. Cái đó được gọi là koinonia. Not eating and drinking. Chứ không phải là cứ ăn uống với nhau là koinonia đâu. Amen. That's only the first part, the small part, easy part. Tất nhiên là có cái phần dễ liên quan đến thông công nhưng mà có cái phần quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Amen. Are you clear about koinonia now? Bây giờ anh chị có hiểu rõ hơn về chữ koinonia chưa? So we walk in the light, fellowship one another. Thì nói là chúng ta bước đi trong sự sáng thì chúng ta được thông công với nhau. Amen. So this is something I learned myself. Đây là điều cá nhân tôi cũng học được nữa. To pray, to give money is normal. Để cầu nguyện cho một điều gì đó thì dân ý giúp đỡ tiền bạc có chuyện là bình thường. To eat and drink is also normal. Ăn uống với nhau cũng là chuyện bình thường. This is not fellowship. Nó cũng chưa phải là thông công đích thực đâu. Amen. 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 One more last verse then we will end. Rồi bây giờ mình tới một câu kinh thánh nữa rồi sau đó mình sẽ nghỉ. This koinonia is found in the first church. Bây giờ chữ koinonia này được tìm thấy trong hội thánh thời kỳ đầu. In the book of Acts. Trong sách Công vụ Các Sứ Đồ. Acts 2:45. Công vụ đoạn số 2 câu 45. Yeah, this is a very clear picture. Đây là một cái bức tranh rất là rõ cho ta. Yeah, let's go Acts 2:45. Để cùng xem nha, câu một cái sứ đồ đoạn số 2:44, sorry, 2:44 first. Từ câu 44 trước và 45. And all the believers together. Tất cả các tín hữu đều hiệp lại với nhau. And all things common. Lấy mọi vật làm của chung. Yeah, the word common is the konos. Cái chữ mà của chung ở đây là cái chữ konos trong tiếng Hy Lạp. Konos is related to koinonia. Cái chữ konos này nó có liên quan chữ koinonia. So what is konos you can find? At Acts 2:45. Bây giờ chúng ta xem từ đó dẫn đến câu 45. They sold their possession and goods and parted them to all and every man had. Họ bán hết tất cả tài sản của cải của mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người.
You see, Book of Acts is a very powerful chapter. Anh chị em thấy là sách Công Vụ là một sách rất là quyền năng. In the first few verses, talk about, I think 45, over Peter preached the first gospel after the new church was formed. Chúng ta thấy được rằng là ở tại đây trong vài cái phần đầu của Công Vụ đoạn số 2 cho thấy được rằng là Peter giảng một bài giảng đầy quyền năng và có 3.000 người tin Chúa vào ngày hôm đó. As a result, 3,000 people were saved. Kết quả là 3.000 người được cứu trong một ngày đó. And then the 3,000 people come from different Jewish people from different places in the world. Đây là những người Do Thái mà họ đi từ các vùng đất khác nhau khắp mọi nơi. Trên thế giới đó họ bắt đầu quay trở lại Jerusalem trong cái ngày lễ của tuần hôm đó. They all get saved. Và bây giờ từ đây là những cái người đó là được nhận sự cứu rỗi. And they were powerfully saved. Họ được cứu rỗi cách đây quyền năng. It's a result they stay behind. Bây giờ kết quả là gì? Kết quả là sau khi họ được cứu rồi thì họ lưu lại ở tại Jerusalem lúc đó. We don't know how 3,000 how many were foreigners. Trong số 3,000 người đó chúng ta không biết chắc là có bao nhiêu người được gọi là người nước ngoài. We don't know. Ta không biết là bao nhiêu người là dân ngoại đó. Could be 1,000, could be 2,000. Có thể là 1,000 hoặc là 2,000 vậy, chúng ta không biết chắc. It's a lot of people. Nhưng mà vấn đề ở đây là có rất là nhiều người. They have a lot of needs. Và có rất nhiều nhu cầu. How long we stay back, we don't know. Bây giờ những người này ở lại, lưu trú lại tại Jerusalem bao nhiêu ngày chúng ta không biết. They need accommodation, they need food. Rõ ràng là họ ở lại tại Jerusalem thì họ cần có chỗ ở, họ cần có thức ăn rồi. They stay back for the teaching of the apostle. Họ ở lại để làm gì? Để họ nhận thêm sự dạy dỗ từ các sứ đồ. They stay back to break bread with one another. Họ ở lại để làm gì? Để làm dự lễ bẻ bánh, để ăn chung với nhau, chuẩn bị tiệc thánh chung với nhau. So they stay back and after that they went home, they start preaching the gospel. Nên họ cần phải ở lại để họ được học biết lời của Chúa, rồi sau khi họ quay trở về thì họ rao giảng phúc âm ở tại nơi mà họ sinh sống. They were financial needs. Vậy thì họ khi ở lại như vậy họ có những nhu cầu về tài chính. So what happened? They sold everything. Nên những tín đồ lúc đó làm gì? Họ bán mọi thứ. And give to the apostle feed. Và đặt dưới chân các sứ đồ. You understand? Anh chị thấy được điều này, anh chị hiểu không? So they have things in common. Họ lấy mọi vật làm của chung. And then they have cornelia. Và họ thông cao với nhau. And they start giving away the houses. Họ sẵn sàng là bán nhà. And give away the money. Rồi, dâng tiền. So the church can grow. Thì thông bởi đó mà họ thành được phát triển. That's a very important period of the church growth. Nên đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để bởi đó họ thành được phát triển. It doesn't mean you have to sell your house every time. Điều này không có nghĩa là mỗi lần anh chị có nhà anh chị phải bán đi, không phải là như vậy. Amen. There's a need. Nhưng mà khi có nhu cầu. And the God appointed time. Vậy vào cái thời điểm mà Chúa chỉ đến. And they were very selfless. They give everything to the Lord. Và ở đây họ sống một đời sống là không ích kỷ và họ sẵn sàng dâng tất cả mọi điều lên cho Chúa. They were participating what the Lord is doing. Họ đã giữ vâng vào những gì mà Chúa đang làm lúc đó. They were participating with the apostle were doing. Họ đã giữ vâng vào những gì mà các sứ đồ đang làm lúc đó. That is cornelia. Đó được gọi là cornelia. Fellowship one another. Đó được gọi là thông công, là tương giao với nhau. Amen. 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 We will have finished for today now. Đó, bây giờ ngày hôm nay là đã xong rồi. Tomorrow we'll continue of 1 John 1:7. Ngày mai mình sẽ tiếp tục với là dâng nhất đoạn 1 câu 7. Because a very important passage. Ở đây là phần kinh thánh rất là quan trọng. Amen. Amen. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện chung với nhau. God, we thank you, Lord. Thưa Cha, con cảm ơn Ngài. For teaching us your word. Đã dạy dỗ chúng con lời của Chúa. Well, how do we have communion with you? Để dạy chúng con biết cách làm thế nào để được thông công với Ngài. To participate with you. Để được dự phần với Chúa. What are you thinking at any one time? Và để biết được Chúa đang suy nghĩ bận tâm đến điều gì mà từng thời điểm. What is your heart saying to God any one time? Lạy Chúa, xin hãy bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với cho chúng con biết. So Lord, help us, Lord. Chúa giúp đỡ chúng con. Everybody in this room and in Zoom. Tất cả những anh chị em đang nhắm lại qua Zoom, những anh chị em đang nhắm lại cho phòng này. Those that listen to Facebook. Và những ai đang nhắm lại lắng nghe qua Facebook. Give us an understanding. Chúa ban cho con sự thấu hiểu điều này. A rhema, what you do at any juncture of a life. Và để chúng con nhận được lời rhema trong từng cái lĩnh vực khác nhau trong đời sống chúng con. How do you want to participate with you? Và Chúa ngài muốn con dự phần với Chúa, góp phần với Chúa như thế nào trong từng lĩnh vực. Give us an obedient heart. Chúa ban cho lòng vâng lời Chúa. We are prepared to obey you. Chúa sẵn sàng để vâng lời Chúa, thưa Chúa. Even it's not convenient. Cho dù chúng con thấy nhiều điều bất tiện. Even it will cost us. Cho dù chúng con phải chi trả nhiều thứ để vâng lời Chúa. Because we want to communion with you. Nhưng mà bởi vì chúng con muốn được thông công với Ngài. We want to the highest point of communion with you, doing what is in your heart. Chúng con muốn thấy được, chúng con muốn được thông công với Chúa một mức độ cao hơn nữa.
Ơi Chúa sẽ bày tỏ tấm lòng của Chúa chúng con biết. So give us that heart, O God. Hãy Chúa ban cho tấm lòng khao khát điều đó thưa Chúa. Give us an understanding heart. Hãy Chúa ban cho tấm lòng thấu hiểu được. An obedient heart. Và tấm lòng vâng lời Chúa nữa. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng con. Amen. 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 Amen.